Ok, xin chào anh em. Rất vui vì được gặp anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, tôi đã quay trở lại ở đây. Vâng, tôi đã quay trở lại sau một tuần nghỉ dưỡng. Phải nói là thú thật với anh em là có rất nhiều các anh em hóng cái clip mới của tôi sau khi con game này nó update. Như mọi lần ở trên kênh, khi mà sau mỗi cái update thì đều có những cái clip nhận định meta. Đấy, nó là thường là nó thông lệ ở kênh rồi. Thì cái đợt này sau khi update thì tôi lại nghỉ bố nó mất. Đấy, nghỉ mất đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng một tuần. Tôi nhớ không nhầm thì là cũng gần một tuần rồi. Các anh em đều hóng cái clip mới của tôi để xem là sau khi update thì chúng ta nên chơi cái gì, chọn đội hình như thế nào. Đấy, để cho nó hợp với meta, nó khỏe, nó dễ chơi. Thì tôi cũng phải xin được báo cáo với toàn thể các anh em ở trên kênh là cái lý do mà tôi nghỉ là bởi vì là cái đợt vừa qua thì tôi đã bị tái nhiễm Covid. Đấy, chính vì thế là trong vòng một tuần vừa qua, những cái ngày đầu tiên mà tôi bị nhiễm trở lại ấy, là tôi ho rất nhiều và tôi bị mất giọng. Đấy, và tôi sản xuất clip ấy, thì tôi nói được một vài từ là tôi lại ho. Chính vì thế là để cho là cái một cái chất lượng, một cái video của tôi nó đạt được cái tiêu chuẩn. Đấy, nó gọi là chất lượng ra video ở trên kênh. Nên là tôi quyết định là khi nào mà tôi có thể nói bình thường trở lại, ít ho hơn hoặc là chấm dứt cái việc ho, đấy, thì tôi quay trở lại tôi mới làm clip được nha anh em nhá. Đó chính là cái lý do tại làm sao tôi nghỉ một tuần vừa qua. Đấy, ở đợt này thì ngoài Hà Nội nó đang bùng dịch Covid, tôi lại là cái người mà cái may mắn lại là một trong những cái người đầu tiên ở ngoài Hà Nội nhiễm Covid. Đấy, nhiễm Covid trở lại. À, tôi cũng thông báo với anh em là như thế anh em nhé. Đấy cũng chính là cái lý do mà tại làm sao tôi nghỉ lâu như thế. Đấy, bởi vì tôi không nói được anh em ạ. Anh em thân mến, chính vì thế nên là đây nó sẽ là cái clip đầu tiên sau khi update anh em nhé. Chính là clip đầu tiên của meta mới. Và như thường lệ ở trên kênh, đấy là những cái buổi đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta nha anh em nhé. Những cái đội hình tier S là những cái đội hình mạnh nhất, dễ chơi, cực kỳ khỏe và giai đoạn lên game. Và đặc biệt là gần như là không có đối thủ và giai đoạn lên game, không bị counter bởi bất cứ một cái lineup nào. Đó chính là những cái đặc điểm nổi bật ở trong cái meta này của cái đội hình TS ở meta này anh em nhá. Và đấy là cái đội hình gì thì hồi sau sẽ rõ. Nói chung là tôi cũng biết là các anh em biết. Bởi vì tôi ra clip nó khá là muộn. Đấy, nhưng mà cái clip này để tôi làm cho những cái người mà chưa biết, anh em hiểu không? Còn tất nhiên là cũng có anh em biết rồi, thì tôi phải nói luôn thế này nhá anh em nhá. Nói một cái câu cho nó vuông luôn ở đầu clip này. Đấy là nếu mà ai mà không biết cái đội hình này, đấy, không chơi cái đội hình này ở trong rank, thì chắc chắn là anh em thiệt. Đấy, tôi nói luôn, anh em sẽ không bao giờ top 1 nếu anh em không chơi đội hình này đâu nhá anh em nhá. Đấy, còn nếu mà anh em chơi cái đội hình này thì chắc chắn là anh em sẽ tranh cửa top 1 với cả những cái thằng khác. Đấy, tôi nói luôn là như thế cho nhanh. Đấy, còn tôi chơi anh em cũng có thể đoán ra nếu mà anh em biết rồi. Đấy, còn anh em chưa biết thì đây, cái clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhá. Và tôi cũng nói luôn để cho anh em đỡ phải coi như là úp úp mở mở, đấy chính là cái đội hình 6S kết hợp với cả 4 God và 4 mục sư nha anh em nhá. Cái đội hình này thực ra tôi đã chơi từ cái meta trước rồi. Đấy, nhưng mà meta này bởi vì cái đồ của nó ấy, đấy, nó thay đổi cái đồ, nó bắp nhiều cho cái bọn mà sử dụng cái đam, nó là đam ma pháp. Đấy, sức mạnh ma pháp nó được bắp lên rất nhiều ở trong cái meta này. Chính vì thế là ở trong cái phiên bản sau update, cái bộ này tự nhiên nó lại thăng hoa, nó lại trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn trước đấy thì anh em cũng thấy là tôi cũng đã có với 2-3 clip chơi cái đội hình này rồi. Đấy, thậm chí là có một cái game mà tôi gặp cái phiên bản Tuấn Cơm Fake là tôi cũng chơi cái đội hình đấy. Và tôi cũng lên clip. Đấy. Và anh em thấy là tôi cũng chơi cũng khỏe, cũng được top 1. Thế tại sao ở meta trước không ai chơi? Là bởi vì là meta trước đồ là không như thế này anh em ạ. Đồ bây giờ thật sự nó rất là vãi đái. Nó bắp toàn bộ cho cái bọn mết, mà nó lại không bắp cho những cái thằng mà nó không chơi bằng cái sát thương ma pháp. Đấy, nó chỉ là cộng cho sát thương ma pháp thôi. Tất cả những cái món đồ mà tăng sát thương kỹ năng ngày trước thì bây giờ là nó hoàn toàn nó chỉ bắp cho sát thương ma pháp. Chính vì thế nên là những cái thằng mà nó chơi sát thương kỹ năng ấy là vật lý này, hoặc là sát thương tính là sát thương chuẩn ăn thẳng vào máu ấy,
hoặc là sát thương trừ ra phần trăm máu theo thời gian, thì những cái con tướng đó thì gần như là đóng hòm hết. Thế là đồ nó chỉ bắp cho mết thôi anh em ạ. Anh em ơi, bây giờ tôi ra con này nhá, thì tôi khẳng định với anh em luôn. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn là nếu mà tôi ra con này sớm ấy thì là tôi vô địch. Nhá anh em nhá, không phải nói nhiều đâu. Đấy, bây giờ nhá, chỉ cần ra con già này hoặc là những cái con mà giống kiểu Thunder Spirit 2 sao sớm, già 2 sao sớm. Đấy, ra những con sát thương mà là sát thương ma pháp sớm lên 2 sao thì là chúng ta chắc chắn là vô địch. Đấy, giờ tôi ra con già này sớm là nó gọi là đến 99,99% vô địch rồi. Nó đã gọi là có cơ sở đấy anh em, có mấy cơ sở là vô địch rồi đấy. Đấy, rồi chúng ta cho 3 mét vào đã. Bây giờ ấy, ở trong rank ấy, tranh nhau với con này anh em ạ, con già ấy, tranh nhau luôn. Đấy, nếu mà tất cả những cái người nào mà chơi phép ấy, chơi mết mà chơi kiểu gót mết ấy, thì chắc chắn là sẽ tranh nhau già. Đấy, thế nên tôi mới nói là nếu mà anh em không biết cái layup này thì anh em thiệt cho anh em thôi. Đấy, anh em vào trong rank, anh em chơi mà anh em không chơi cái layup này thì anh em thiệt anh em thôi. Bất lực lắm anh em. Anh em nhé, tôi chia sẻ với anh em là như này, nếu mà anh em chưa biết. Đấy là trong beta mới nó, tôi phải tóm tắt lại một cái từ thôi để cho anh em có thể hình dung ra. Đấy là Sida nha anh em nhá. Cực kỳ Sida luôn. Hãm lìn. Đấy, chưa thấy một cái meta nào mà nó lại hãm như cái meta này. Tất nhiên là có rất nhiều những cái meta mà trước đây anh em thấy là nó cũng khá là hãm. Ví dụ như là meta Exit. Đấy, meta Saman không lão. Đấy, Saman kết hợp với Fallen Witcher không lão. Rồi meta đỏ. Đấy, nhưng mà có một cái gì đấy mà chúng ta thấy cảm thấy là mặc dù là những cái beta trước thật sự là nó khá là khốn nạn, nó khá là phải nói là thô thiển, nó là hãm lìn, nhưng mà có một cái gì đấy chúng ta vẫn có thể là gượng được, chúng ta vẫn có thể counter được bằng cách là gì. Ví dụ như là Exit thì chúng ta vẫn còn Saman để counter, đỏ thì chúng ta vẫn còn là 6 Warlock để counter. Đấy, hay là meta Feather ngày trước ấy thì chúng ta vẫn còn 6 đỏ để counter được Feather. Đấy, nhưng mà riêng cái meta này nhá anh em nhá, thì nó có một cái là nó như này, đấy chính là chúng ta chẳng có cái layup nào để counter được cái layup này cả. Đấy, thậm chí là cái layup mà theo lý thuyết nó counter của cái layup này, nó chính là layup 4 cá, tức là chống sát thương ma pháp, chống sát thương ma pháp bằng cái việc là kẹp 4 cá vào. Đấy, và một cái con tướng nó phải gọi là thiên địch của cái bọn mết, đó chính là Lancer 2 sao kẹp 4 cá mà vẫn không ăn được. Thì anh em biết là bất lực đấy là cái từ thứ hai mà tôi muốn tóm tắt lại trong meta này, đó chính là cái sự bất lực. Anh em không hiểu được cái cảm giác đấy đâu, mà tôi đã bị rồi. Đấy, tôi chia sẻ lại cho anh em. Đấy, tôi đã có cái trận đấu và tôi gặp cái thằng mết, sau đó tôi chuyển sang 4 cá, tôi counter như những cái clip hàng ngày mà tôi ra cho anh em, là những cái clip mà tôi chuyển bài tôi counter ấy. Đấy, thì tôi cũng chuyển bài nha anh em nhá, tôi chuyển bài, tôi kiếm con Lancer 2 sao rồi tôi kiếm 4 cá vào. Chưa hết đâu anh em, tôi mới nói lên cái đội hình counter và mết thôi. Tức là lý thuyết thì nó sẽ là 4 cá kẹp Lancer đó thì để counter và mết, nhưng mà chưa hết nha anh em nhá, tôi còn có 6 món đồ cam. Đấy, full thủ rồi, có coi như là vận mệnh nha anh em nhá, vận mệnh ở level 2, vận mệnh cuối. Đấy, đồ cam ấy. Và tôi bị cái con già nó thổi cho 2 phát bay màu. Đấy, một phát thì nói bảo điêu, nhưng mà 2 phát thì chắc là anh em tin đấy anh em nhá, anh em cứ tin là 2 phát là bay màu đi. Đấy, thế nên là đây, bây giờ tôi sẽ chơi lại cái đội hình đấy để cho anh em hiểu được cái cảm giác đấy. Một cái cảm giác bất lực khi mà chúng ta kẹp 4 cá và chúng ta có Lancer 2 sao, chúng ta kẹp 4 cá và chúng ta vẫn bay màu. Đấy, chúng ta có BKB, chúng ta có BKB cuối. Ok nha anh em nhá. Đấy, còn tôi cũng không biết là bao giờ thì cái bọn này nó mới fix lại cái đội hình này đây. Chứ còn nếu mà nó cứ để cái đội hình này nó mạnh đến cái cỡ bá đạo như này nhá anh em nhá, thì khả năng là cái tuần tiếp theo của tôi ấy, nó có thể theo hai chiều hướng là như này. Trong những clip mà tôi ra ở trên kênh ấy, nó sẽ có hai chiều hướng là như này. Thứ nhất là có thể là tôi sẽ spam luôn cái bộ 6m kẹp với cả 4 mục sư, kẹp với cả 4 gót. Đấy, cả tuần luôn, cho đến khi làm một update.
để mà ra được những cái clip top 1. Đấy thì nó sẽ là như thế nha anh em nhá. Đấy là cái chiều hướng thứ nhất. Cái chiều hướng thứ hai là gì? Là có thể là thôi thì chấp nhận là chơi những cái lab khác. Nhưng mà nói thật với anh em là khả năng cao là sau khi cái clip đầu tiên này mà tôi ra ấy, thì chắc chắn là ngày mai ngày kia người ta sẽ toàn chơi cái bộ này thôi, ở trong anh thôi. Thì lấy đâu ra cái cửa mà tôi được top 1. Tôi phải khẳng định với anh em luôn. Đấy. Lấy đâu ra cái cửa mà được top 1 khi mà chúng ta không chơi cái đội hình mà nó cực kỳ bá đạo này. Khả năng top 1 nó là không có nha anh em nhá. Không có, no hope luôn. Không có cửa, nói cho nó nhanh. Đấy. Đấy, còn nếu mà gặp top 1 thì chắc là chỉ là trong một cái trận đấu đấy không có thằng nào chơi cái bộ đấy thôi, thì bay ra mới có cửa là được top 1. Đấy, nhưng mà cái điều đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra sau khi clip này nó được lên sóng. Tôi khẳng định với anh em luôn là trước khi clip này được lên sóng người ta đã chơi nhiều rồi. Thì sau khi clip này được lên sóng thì sẽ một cái con game ấy, tôi đoán thôi, nó sẽ rơi vào đâu đấy là tầm khoảng 4 nhà chơi mết nha anh em nhá. Đấy, 4 nhà chơi mết là những cái người mà người ta biết. Đấy, còn những cái người mà người ta không biết thì người ta đã chơi những cái đội hình khác. Hoặc những cái người ta đã ngán quá rồi, người ta không muốn chơi mết nữa. Người ta muốn là chỉ là chơi game để xả giật chết thôi. Người ta sẽ muốn là chơi những cái đội hình mà để được hành hạ ấy. Đấy, để được những cái thằng mết nó hành hạ thì người ta sẽ chơi những cái đội hình khác để được một cái cảm giác đấy là khổ dâm nha anh em nhá. Khổ dâm trong tinh thần. Đấy, khi mà vào trong game muốn người khác coi như là đấm mình, muốn người khác coi như là hãm hiếp mình luôn ở trong game luôn. Nói cho nó nhanh nha anh em nhá. Quên mất không pick con rớt đấy anh em ạ. À, đấy bây giờ tôi mới để ý. Anh em nhá, anh em nhớ cái điều này này. Đấy là bây giờ anh em chơi game ấy, anh em vào trong game ấy, anh em pick ngay cho tôi con rớt. Đấy, anh em pick ngay cho tôi con rớt để anh em khẳng định với đối thủ nhá. Pick rớt này, pick heo, khẳng định với đối thủ là anh em chơi cái bộ gì đi. Đấy, khẳng định luôn đi. Đấy, bố mới chơi cái đội hình này này. Mày counter hộ bố mấy cái, nói cho nhanh nhá. Đấy, anh em khẳng định luôn. Đấy, còn tất nhiên là cũng không phải là không có cách counter nhá, vẫn có cách counter. Đấy mà tôi quên mất là tôi vừa nãy giờ tôi tung hô cái bộ này hơi nhiều, tôi chưa nói cho anh em cách counter. Nhiều khi là chúng ta để một vài clip sau đấy. Đấy, tôi lại có chiêu, tôi chơi chiêu với anh em. Là cái clip đầu tiên ấy là tôi sẽ làm một cái clip meta đúng không? Đấy, ui cái đội hình này mạnh vãi cứt luôn anh em. Đấy, tier S đấy, tier S luôn. Đấy, một cái hàng S rất dài nhá anh em nhá. Đấy, làm cho anh em sợ. Anh em bảo ui mẹ đội hình đánh như này khó quá nhở, sợ thế, khỏe quá, dã man thực sự luôn. Đấy, sau đó anh em trông chờ cái clip tiếp theo. Đấy, nó gọi là câu view đấy anh em. Đấy, anh em trông chờ cái clip tiếp theo tôi sẽ làm một cái đội hình counter của đội hình meta. Ui sời, thế là tự nhiên anh em lại phải xem cái clip tiếp theo. Để biết xem là cái vấn đề counter bộ này nó như nào, đúng không? Đấy, thường là nó sẽ là như thế. Khi mà tôi ra một cái clip mà về một cái đội hình gì đấy mà nó quá bá đạo thì là tức là tôi đã nghĩ ra cách counter rồi. Đấy, thì thường nó sẽ là như thế anh em nhá. Đấy, nhưng mà riêng cái clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ luôn mà anh em không cần phải là xem cái clip tiếp theo nữa nha anh em nhá. Đấy, lần đầu tiên mà tôi phải thành thật mà tôi phải chia sẻ luôn với anh em cái cách counter ở bộ này luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái bộ này là bá quá. Đấy, thì tôi xin được chia sẻ anh em luôn cái cách counter bộ này luôn. Ngay đầu clip chia sẻ luôn. Đấy, mà tôi khẳng định luôn, không lừa nhá, không lừa anh em. Là cái bộ này là counter được. Tôi nói thật là không lừa nhá, không lừa nhá. Đấy. Thì khi mà anh em như này này, khi mà anh em vào trong game ấy, anh em thấy đối thủ mà chơi cái lineup này thì cách counter của anh em rất đơn giản thôi. Đấy là anh em hãy chơi chính cái lineup của nó chơi nhá. Anh em hãy chơi chính lineup đấy, thế là anh em counter được nhá anh em nhá. Đấy, con xem là thằng nào cái thằng mà ra là con già sớm, thằng nào cái thằng ra đồ ngon. Đấy, thằng nào ra đồ ngon, thằng nào ra già sớm thì thằng đấy vô địch nha anh em nhá. Và chắc chắn rồi, đó là cái lineup rất mạnh, rất lỗi. Đó là cái lineup của meta không có counter. Tuy nhiên, nếu mà 8 người cùng chơi một lineup thì sẽ phải có người top 8 nha anh em nhá. Và biết đâu cái người top 8 lại chính là anh em. Đấy, khi mà anh em chơi cái lab này nhưng mà anh em vẫn top 8 rồi đấy, nó là điều quá là bình thường. Thế nên là mặc dù là có thể là đấy. Có thể là anh em biết đấy, biết cái lab này đấy, nhưng mà cái việc anh em chơi cái lab này mà anh em top 8 thì nó cũng sẽ là có nha anh em nhá, chứ không phải không đâu. Không phải cứ làm beta là chơi đâu, khi mà trong game có 8 người chơi. Đấy, trong game có 8 người chơi
và 8 người đều có một cái niềm khao khát với cái con này. Cái con già này là nếu mà là chơi cái bộ này nhá thì là tất cả đều mong muốn là con này ra sẽ tranh nhau chơi con già. Mà anh em nhớ là cái con này là cái con 4 đô. Và cái con 4 đô ở trong game ấy nó chỉ có giới hạn là 25 con nha anh em nhá. Chỉ có 25 con già thôi. Đấy. Thế nên là không phải là nó sẽ chia đều cho 8 người chơi và cả 8 người chơi đều lên được con già lên 2 sao đâu anh em ạ. Rất khó chơi đấy. Nếu mà có nhiều người chơi, tùy thuộc vào cái nhân phẩm của mỗi người. Đấy, tùy thuộc vào cái sự việc là anh em có roll ra là con già trước đối thủ hay không. Tùy vào nhân phẩm của anh em thôi. Đấy, bây giờ tôi test nhân phẩm cho anh em xem nhá. Đấy, tôi roll cái này. Đấy, roll cái lửa. Ui, roll cái lửa. Anh em thấy không? Đấy, nó gọi là nhân phẩm đấy anh em. Dã man thật sự luôn. Thôi nha anh em nhá, cái trận này thì top 1 rồi. 100% nha anh em nhá, không còn 99,99% đâu. Đấy, top 1 rồi. Bây giờ là bao nhiêu máu? 96 máu. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ bây giờ đến hết game chúng ta sẽ kết thúc với cái con số 96 nha anh em nhá. Anh em nhìn bọn cửa này này. Này, cửa này counter và bọn bết nha. Nhưng mà bây giờ nhìn đi, counter hộ cái. Thấy cái sự bất lực chưa? Nó xả tiền, nó cắt chuỗi tôi kìa. Cắt, làm sao mà cắt được khi con già tôi đã lên 2. Ôi rồi ôi, cái cửa nào mà ăn được, khó lắm. Mà đây nó là cái đội hình mà tôi chưa form được bài đấy. Nó với đơn giản nó chỉ là 3 mét kẹp với cả hai đỏ thôi anh em ạ. Đấy, hai gót nữa, thế là xong rồi. Không cần phải là quá là cầu kỳ trong đội hình. Đấy, còn nếu mà cầu kỳ hơn như tí là 4 mục sư kẹp với cả 6 mét, kẹp với cả 4 gót thì nói chung là 6 clay kẹp thêm cái con Lancer mắc binh cho thêm khoảng 6 món đồ, trong đấy là có vận mệnh nghe. Vận mệnh 2 đi, xong rồi là thêm phun thủ luôn. Giáp xoay chén thánh các kiểu các thể loại luôn. Thì cũng là hai quẹt thôi anh em ạ. Không nói nhiều. Thôi còn mấy cái thể loại beat biển các thứ này thì thôi là tôi là thật với anh em là ông nào mà chơi beat ấy thì ông xác định như nhá, nếu mà ông chơi beat thì ông xác định luôn là trong cái meta này là top 8 cho nhanh. Đấy, một mình anh em chơi beat còn khoảng 7 thằng ở đó chơi mết nhá anh em nhá. Đấy, anh em chơi beat hộ tôi cái. Đấy, nếu mà anh em có một cái sở thích đặc biệt đấy chính là khổ dâm thì anh em chơi beat. Đấy, đấy là cái con đường nhanh nhất để anh em có thể thỏa mãn. Nhá anh em nhá. Đấy, còn đấy, anh em có thể chơi một cái vài layup khác nó nhẹ nhàng hơn, nó tình cảm hơn. Nếu mà anh em quá ngán với cái bộ này, anh em chơi đỏ đi nhá. Anh em chơi đỏ hoặc là anh em chơi cái gì? Chơi kỵ sĩ đi nhá. Nhưng mà tôi cũng không ăn được đâu. Tôi chỉ nói cho anh em những cái con đường mà anh em có thể nhẹ nhàng hơn thôi nhá. Anh em thanh thản hơn. Anh em ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Đấy, anh em vẫn có thể là vươn mình lên với vị trí top 4, top 3 được. Chứ còn top 1 thì mơ đi nhá anh em nhá. Nếu mà anh em không chơi mết thì anh em đừng có mơ. Đấy, còn thế thôi. Tôi nói thế thôi nhá anh em nhá. Còn anh em tùy anh em suy nghĩ thôi. Không nói nhiều, không phải giải thích dài dòng làm gì. Đấy, trong clip này nó sẽ chứng minh tất cả nha anh em nhá. Đấy, xin xiển các thứ bít biển thì thôi, mấy cái bộ đấy thì nó không có tí cửa nào luôn ấy. Không có tí hốp nào luôn ấy. Còn may ra cái bọn Nai nó bật giáp full 100% thời gian bật giáp, kiếm thêm con Lancer 2 sao mắc thủ nhá anh em nhá. Có vận mệnh gọi là đồ cam thì vào đây nói chuyện, còn không thôi. Đấy, nói luôn nha, là nếu không có cái vận mệnh 2 ấy thì kể cả 6 cửa lai kết hợp với cả con Lancer 2 sao thì vẫn là không ngồi chung mâm. Đấy, mày xuống mâm dưới ngồi. Thế cho nhanh nha anh em nhá. Rồi. Tranh thủ tí anh em. Tranh thủ ba hoa buffet tí không, đến lúc mà nó lại update nó lại cho cái bộ này xuống hố luôn anh em ạ. Rồi thật với anh em là như thế đấy. Bọn làm game này nó rất hay rồi, kiểu là một cái line up nào mà nó bá đạo. Khi mà nó bá đạo ở trong cái phiên bản trước thì cái phiên bản sau là coi như là nó đóng hòm luôn. Là không ai chơi luôn nha anh em nhá. Đấy, bây giờ anh em nhìn Fallen Witcher kẹp với cả Saman ai chơi không? Không ai chơi cả. Anh em thấy không? Đấy, hay là trước đấy là có cái bộ 9 Warrior. Đâu? Ai chơi? Ai chơi 9 War? Không ai chơi hết. Bởi vì làm sao? Đấy, nhà phát hành nó lép rồi. Ok.
Hay đấy. Thực ra thì cái này nó cũng, tôi thấy là nó cũng khá là thú vị. Đấy. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cái bộ mết cho các anh em mà không có chơi bắn trưởng bao giờ. Đấy, những cái người đam mê vật lý thì đây là cái cơ hội trải nghiệm cho các anh em. Đấy, hệ vật lý nha anh em nhá. Là lần đầu tiên anh em có thể là sờ vào cái bộ bắn trưởng. Đấy, cũng hay, cũng thú vị. Đấy, tự nhiên chúng ta lại được chơi những cái lineup mà chúng ta chưa giờ chơi. Đấy, nhà phát hành là thực ra là người ta cũng biết nghĩ cho chúng ta đấy. Cũng biết nghĩ cho một vài anh em là từ trước đến nay là không có chơi cái bộ bắn trưởng. Đấy, toàn chơi vật lý thôi, thì bây giờ anh em được chơi rồi. Đấy, nhà phát hành là thực ra là khá là quan tâm đến chúng ta chứ. Nhá anh em nhá, nên là anh em chơi đi. Anh em chơi trước khi mà nó đóng hòm nhá anh em nhá. Còn sắp tới là cũng, tôi nghĩ là cũng sắp đóng hòm ở nơi rồi. Sắp đóng hòm ở đấy anh em ạ. Anh em cứ tin những cái gì mà tôi chia sẻ với anh em. Bao nhiêu meta rồi, lịch sử nó sẽ lặp đi lặp lại như thế thôi. Một cái bộ nó được bắp lên mạnh vãi cướt ở trong cái meta trước thì meta sau nó sẽ biến mất dạng luôn, không ai chơi nữa nhá anh em nhá. Đấy, nguyên lý nó sẽ là như thế. Chắc chắn nó là sẽ là như thế. Tôi khẳng định với anh em nó sẽ là như thế nhá anh em nhá, không phải bàn cãi đâu. Đấy, nên anh em muốn trải nghiệm thì anh em chơi đi. Còn anh em chơi rồi thì thôi, anh em nghỉ một thời gian cũng được nhá anh em nhá. Còn cái lý do tại làm sao mà nó lại bắp cái bộ này nó mạnh như thế thì tôi lại chia sẻ một chút, không liên quan đến game nhá, mà nó liên quan đến cái vấn đề kinh doanh. Đấy, người ta sắp bán skin của cái bộ mết này rồi anh em ạ. Đấy, nên tôi dự đoán là bây giờ là sẽ có là skin của Zerg này, skin của máy bay này, skin của da này. Đấy, skin của những cái con mà nó bắn trưởng, nó là đam phép nha anh em nhá. Thì nó sẽ bán skin. Sẽ sắp tới là anh em chơi nhiều cái bộ này, đương nhiên anh em sẽ phải mua skin bộ này rồi. Chắc chắn là cái điều đấy nó sẽ xảy ra nha anh em nhá. Anh em cứ tin tôi, em cứ đến cái lúc mà nó bán những cái bộ đấy, anh em chỉ cần quay lại cái video clip này, anh em comment cho tôi ở dưới clip này là ấm lòng rồi nhá anh em nhá. Đấy. Quá là hiểu cái nhà phát hành luôn. Đến từ vị trí của Tuấn Cơm. À mà quên, tôi còn chưa chia sẻ với anh em một cái vài cái điều này nữa. Khi mà mấy cái ngày mà tôi nghỉ ấy, tôi không ra clip thì tôi có la liếm thôi, tôi nói chuyện được với cái thằng lập trình cái con game này ở trong cái tổ lập trình. Đấy, cái này hay lắm, tôi phải chia sẻ với anh em. Tôi hôm trước tôi có chia sẻ với cả nó về cái bộ mết này khi mà tôi chơi thử ấy, thì tôi thấy cái bộ này nó bá quá. Thế là tôi có vào tôi chat với cái thằng mà tôi quen, tôi cũng vô tình quen thôi, bởi vì đợt trước là tôi có tham gia vào một vài những cái nó liên quan đến con game này. Đấy, một vài cái hoạt động của con game này thì tôi tự nhiên tôi lại quen một cái thằng nó là ở trong cái tổ thiết kế, và một vài cái thằng nó cũng ở trong cái tổ lập trình. Đấy, thì tôi bảo là tại sao lại cái bộ mết nó lại quá bá đạo như này, thì thực ra là tất cả nó đều là chỉ định. Đấy, tức là nó cố tình nó làm như thế nhá anh em nhá. Lúc đầu tôi cứ tưởng là cái bộ này nó bị lỗi cơ, nó bị bug game cơ. Đấy, chứ không lỗi thì không thể nào có cái chuyện là Lancer full đồ thủ có vận mệnh cuối kẹp 4 cá mà lại không ăn được. Thì tôi nói thật với anh em là lỗi vãi cứt. Buổi sáng Hà Nội trời trượt đổ mùa đông giữa mùa hè. Nếu mà ai mà giữ lời hứa rằng Lancer mà giống như 4 cá thì chắc là họ sẽ thua rồi. Ồ, nghe quen quen. Nhưng mà đấy, nói tóm lại là tất cả nó đều có mục đích nha anh em nhá, chứ không có cái gì nó là bắc ở đây cả anh em nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là tôi có nói là như này thì người ta sẽ vào, người ta có những cái trường hợp nó sẽ là 8 nhà chơi cái bộ này thì lại nó gọi là hên xui à? Tức là thằng nào mà hên thì thằng ấy ăn à? À, hóa ra như thế phải không? Thì nó có một cái như này. Thực ra có, tôi chia sẻ với anh em nhiều rồi, nhưng mà thì tôi cũng nói lại một lần nữa nha anh em nhá, là cũng không phải cái độ hên của mỗi người là như nhau. Đấy, thôi cái này thì tôi chia sẻ nhiều rồi, tôi cũng không muốn chia sẻ lại. Không, anh em lại bảo tôi PR cho nhà phát hành, tôi bảo anh em là pass, hay là bảo anh em lập tiền vào cho nhà phát hành là coi như hút máu anh em, thì thôi, thì cái này tôi bỏ qua nhá. Cái thứ nhất thì tôi chia sẻ rồi nên là tôi không chia sẻ lại nữa. Đấy, cái độ may mắn ấy nó phụ thuộc vào túi tiền của anh em nhá. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi vừa mới biết xong, sau khi tôi trao đổi với cái thằng lập trình của con game này. Đấy là
khi mà anh em roll ấy, anh em có biết là cái việc roll nó là bình thường anh em cứ tưởng nó là random đúng không? Thực ra là không phải random anh em ạ. Tất cả nó đều nó là những cái con số lập trình và được chỉ định. Đấy. Và tôi có trao đổi và tôi biết được cái nguyên lý đấy. Tôi có thể chia sẻ với anh em cái nguyên lý mà anh em roll. Cái nguyên lý anh em biết là thế nào? Là anh em roll vào cái thời điểm nào? Anh em roll vào giây thứ bao nhiêu? Anh em đứng ở cái vị trí thứ mấy trong khi anh em roll? Đấy. Tất cả những cái đấy nó ảnh hưởng đến việc là anh em roll ra con gì. Anh em có tin được không? Cái này giải thích cho anh em, nếu mà anh em không phải lập trình thì hơi khó. Nhưng mà nếu mà ông nào mà lập trình ấy, mà là lập trình game thì ông hiểu ngay. Bởi vì chắc chắn là anh em mà lập trình cái con game khác ấy, mà dạng kiểu như này, kiểu random như này là anh em sẽ hiểu. Đấy là không có một cái gì nó gọi là ngẫu nhiên ở trong game cả anh em nhá. Không có ngẫu nhiên, tất cả nó đều là những cái hàm. Nó là những cái số mà chúng ta được gắn cố định. Đấy, cho từng cái vị trí của cái bảng roll này. Tôi lấy ví dụ như là cái con đầu tiên có thể là nó để là số 1, con thứ hai nó sẽ để là số 2. Đấy, cái vị trí thứ hai có thể nó để là số 2. Và chúng ta ví dụ như là có 100 quân cờ đi, thì mỗi quân cờ đấy nó sẽ được tính toán bằng cái việc là anh em roll ở giây thứ bao nhiêu và anh em roll ở cái vị trí của anh em đứng là bao nhiêu. Thì ví dụ như là anh em đứng ở vị trí như tôi là top 1 chẳng hạn, nó gắn với số 1. Đấy, anh em roll ở giây thứ 21 đi chẳng hạn nhá. Thì nó sẽ là 121. Và cái số 121 đấy khi anh em roll ý, thì cái vị trí đầu tiên nó sẽ ứng với số mấy. Đấy. Và cái vị trí cái đầu tiên đấy nó sẽ ứng với số mấy, thì cái số đấy nó lại cộng với 121. Sau đó là mình nhân với một cái hàm nào đấy, ví dụ nó nhân với 3 hay nhân với 4, hoặc là nhân với một cái số bất kỳ. Đấy, để nó tính toán được ra cái số thứ hai ở cái slot thứ hai. Đó, nó là như thế đấy anh em ạ. Tất cả nó đều liên quan đến những cái con số cố định. Đấy, mà để mà roll ra được đúng cái vị trí đấy, thì anh em, nếu mà anh em tìm được cái quy luật của nó thì anh em sẽ roll ra được cái con già anh em ạ. Đấy. Đấy, tôi chia sẻ với nó như thế và nó trả lời tôi như thế đấy anh em. Tức là ấy, anh em có hiểu không? Tức là khi mà anh em tìm ra được cái con già ấy, nó ở số bao nhiêu, nó roll ra ở cái giây thứ bao nhiêu ấy, anh em chỉ cần là roll đúng cái vị trí đấy thôi là anh em sẽ kiếm được tất cả các con già trong cái con game này nhá anh em nhá. Anh em sẽ tất cả những con già nó sẽ là về nhà của anh em hết, chứ không thằng nào roll ra già đâu anh em ạ. Đấy là vấn đề, là cái chỗ đấy đấy anh em. Anh em roll ở giây bao nhiêu và anh em đang ở cái vị trí thứ mấy này, anh em cứ để ý mà xem. Đấy, anh em để ý mà xem nhá. Anh em bao giờ anh em chơi, ví dụ anh em đang đứng ở vị trí top 8, anh em đang eco ấy, và anh em đang roll, anh em tự nhiên em roll ra con già giây được bao nhiêu nhá anh em nhá. Nhưng mà đấy là tôi chỉ lấy ví dụ này thôi, bởi vì có thể, rất có thể là nó sẽ tính là cái dây là không phải là dây ở trong game đâu, mà dây là dây ở đồng hồ thật ấy. Và đồng hồ thật nó lại là không phải đồng hồ thật ở Việt Nam đâu, mà nó là đồng hồ thật ở bên Trung Quốc cơ. Đấy nha anh em nhá. Thì đấy anh em, cái đấy thì tôi chỉ chia sẻ cho anh em cái công thức để vận hành cái random ở trong game. Đấy, còn nó vận hành như nào thì anh em tự tìm hiểu. Có thể anh em là một cái lập trình viên, anh em có thể vọc được vào trong. Đấy, anh em tìm hiểu xem là họ để nó như nào nha anh em nhá. Trước đây là cũng đã có người là tìm hiểu được cái cách tính round ở những cái round mà không phải là round 11, không phải round 19, không phải round 28, cũng đang có người vọc được vào trong đấy rồi đấy anh em ạ. Tất cả chúng ta gặp nhau ấy, ở những cái round nào ấy, là không hoàn toàn, không phải là ngẫu nhiên đâu. Ở trong cái con game này tôi nói lại một lần nữa nhá, là không có ngẫu nhiên nha anh em nhá. Tất cả nó đều có tính toán bằng cái việc gắn vào một cái hàm nào đấy. Đấy. Tôi chỉ là một cái người mà ngoại đạo, tôi chỉ nghe người ta nói như thế. Còn anh em nào ở trong nghề đấy, anh em có thể là phản hồi ở dưới comment ở dưới clip này nhá anh em nhá, để xem là có phải đúng là như thế không nhá anh em nhá, hay là nó lại bốc phét thôi. Quá mạnh anh em ạ. Wow. Đây là tôi còn chưa form đủ bộ đâu anh em. Tôi đã nói rồi, cái đồ nó bị lỗi ấy. Đấy, cái đồ rồi cái con tướng nó bị lỗi. Phải quá anh em ơi. Không có cái cửa nào để bọn này có thể ăn được ấy. Trời ơi, làm sao mà Warrior ăn được. Rồi, thế này thì tôi nghĩ là tầm này là 96 máu rồi, hết game rồi. Số đẹp phết anh em ạ. Đến bọn Nai nó còn chả ăn được, thì bây giờ 9 Warrior này ăn đi kiểu gì. Anh em thấy bọn Nai không?
Tôi này còn chưa mắc binh đâu nha anh em nhá. Chưa ra được con linh hồn ánh sáng đâu. Chứ còn nếu mà ra linh hồn ánh sáng rồi thì nó kẹp 4 cọc và nó kẹp cả tí nữa là có ra rớt nữa thì nó 6 mét nữa thì nói chung là đấy nó sẽ là tối thượng của bộ này anh em nhá. Tối thượng. Có như này chưa phải tối thượng đâu. Đây vẫn chỉ là trên con đường tối thượng thôi. Thế mà cũng đã ăn được hết rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy lỗi không? Lỗi quá luôn. Tầm này chắc là phải bao giờ anh em mua là hết skin của bọn mết này thì may ra thì mới bắt đầu là yếu dần đi. Khỏe quá anh em ạ. Chưa kể những có cái món đồ câm lặng giống như là con Storm Shaman vậy. Trong đội hình không cần Storm Shaman vẫn có thể câm lặng. Đấy, vào phát tung trưởng luôn, câm lặng luôn. Storm Shaman còn phải đúc một đống đồ để mới có thể tung trưởng được. Con này nó vào đúc đồ nó ra là coi như là free cái câm lặng rồi. Rất là khỏe. Và tôi cũng chia sẻ với anh em từ đầu game rồi nha anh em nhá, là khả năng là nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì một tuần nay là từ hôm nay trở đi ấy, trong suốt một tuần là tôi sẽ có khi là thôi nhỏ anh em nhỉ, có thể là chơi mết rồi. Hoặc là cũng có thể là chúng ta sẽ chấp nhận là chơi những cái lineup khác, nhưng mà khả năng top 1 nó sẽ là rất thấp nha anh em nhá. Anh em thông cảm với ta này như này, tôi nói thật với anh em là tôi cũng chả biết làm nào cả. Đấy, vào trong game thì thế nào chả có thằng có chơi cái bộ này. Tôi sẽ ăn cái kiểu gì? Anh em cho tôi gợi ý nhá. Tôi biết là bây giờ tôi chơi bộ này là chả thằng nào ăn được ở đây anh em ạ. Nó bất lực luôn. Đồ thì cũng bá đạo luôn nhá. Glide 3 tia kiểu có từ nhá anh em nhá. Đấy, em nhìn này. Ui, như nào? Lại bữa đến like to, 3 sao đúng không? To quá nhỉ. Ui giời. Như nào đấy? Ui giời ơi, to quá. Anh em thấy không? Mà chưa mắc binh đâu nhá. Chưa phải 6 mét luôn. Chưa phải 4 cọc luôn. Vẫn ngon, vẫn ăn được like luôn. Cũng xì đà. Chả hiểu. Chán đời. Phải quá anh em ạ. Dã man thật sự. Chả biết bọn nó ăn cái kiểu gì luôn. Nói chung là cái tầm này ấy, tôi đã tập về nghe là bọn này làm gì rồi. Ô. Ui tất kia nó ăn tôi kìa. Ui. Kiểu gì ăn được? Doom hả? Doom nó già đúng không? Doom nó già ăn được á. Ừ, nhưng mà vấn đề ở đây là cái gì? Vấn đề là bây giờ tôi vẫn chưa phải là full bộ. Cái lineup này của tôi ấy, bây giờ nó đã mắc binh đâu. Không, chưa nói được cái điều gì nha anh em nhá. Ăn là chỉ ăn lúc mà tôi vẫn đang coi như là mới nhú. Mới nhú thôi anh em. Ôi, cái tầm này nó đã làm gì đâu, đã gọi là mắc binh đâu. À, bây giờ ra rớt rồi nhá. Ra thử con rớt xem. Ra rớt, ra con live split xem ăn cái kiểu gì. Chả qua bây giờ tôi vẫn đang form thôi anh em ạ. Tầm này rồi cho ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn lần nữa em nào. May mắn đi. Ui giời. Ăn không? Ăn không? Ui giời, ăn kiểu gì? Ố. Ố sao già bắn có vẻ hơi yếu nhỉ? Già bắn có vẻ hơi yếu thật. Ui giời, không ăn được. Bởi vì làm sao anh em? Bởi vì là thực ra ấy, anh em phải hiểu là cái vấn đề ấy, lý do làm sao không phải là vì là nó khỏe đâu anh em, mà là vì là tôi vẫn chưa mạnh. Đấy. Tôi vẫn chưa mạnh. Đây rồi. Đấy nhá. Bây giờ anh em xem nhá, để xem nó có ăn nổi không nhá. Chả qua là round vừa rồi chưa ra con rớt đấy thôi. Ra con lai nữa thì tuyệt vời luôn này. Bây giờ ra con lai split. Ui xôi. Ui thôi thôi xong rồi anh em ạ. Đây. Đây nha anh em nhá. Nó gọi là tối thượng mắc binh luôn. Bây giờ có cửa nào đây? Cho sống đến round 35. Thêm đồ chả ăn nổi. Thôi được rồi, kết thúc trận đấu sớm nha anh em. Không để cho nỗi đau thêm dài anh em nhá. Đó, tôi thấy mệt thay đối thủ này anh em ạ. Thôi chúng ta kết thúc thì sớm thôi. Cái tầm này thì tôi rồi anh em ạ. Đã đến lúc coi như là trận đấu phải kết thúc rồi. Không nên kéo dài quá lâu. Ui rồi nào, như nào bạn ơi. Còn một con, thấy chưa? Còn một con. Ui giời. Phun bàn luôn anh em ạ. Phun bàn luôn. 36 máu cho nào vừa rồi. Trời.
Anh em thấy cho nó đủ bộ tối thượng nó mạnh đến cỡ như nào? Khó lắm anh em ơi. Thế nhá anh em nhá, anh em có gì anh em ngâm cứu đi, xong có gì thì anh em hãy comment vào đây nhá anh em nhá, xem liệu rằng là chúng ta có phải là một beta bất lực không. Đấy, anh em có để lại comment nhá anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký đăng ký kênh để xem thêm clip khác của tôi, và nếu còn thời gian thì anh em có thể mời anh em đến với những cái trận đấu hay nhất của meta cũ nhá anh em nhá. Đấy, em có thể chọn clip bên trái một cái siêu phẩm luôn. Đấy, chuyển bài nó phải gọi là vua đảo bài. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải một trong cái trận đấu mà nó cũng đảo bài kinh lắm anh em ạ. Hay lắm anh em nhá, anh em tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.